Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt trên cửa hàng Honda Đức Dung. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng để quay cho các bạn xem về mẫu xe Honda Winner X. Và đặc biệt thì mình sẽ cập nhật về giá bán mới nhất cũng như là về thủ tục trả góp với lãi suất 0% để cho tất cả các bạn có thể là hiểu được về cách mua xe trả góp cũng như là về giá bán mới nhất ở cuối tháng 9 đấy các bạn, để cho tất cả các bạn có thể tham khảo là về giá hiện tại ở địa phương mình. Đối với mẫu xe Winner X hiện tại đang có giá rất là rẻ nha các bạn, rẻ nhất từ trước đến nay. Đối với phiên bản thể thao, các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình, thì đây là một phiên bản mới nha các bạn. Phiên bản mới của năm 2021, có những cái màu tem khác đây các bạn có thể thấy rất là rõ nhá. Cho chữ 150 với chữ Winner X để thiết kế vút cao và có một cái màu tem mới. Và về động cơ thì vẫn như các phiên bản của đời 2020 nha các bạn, không có khác gì cả. Chỉ thay đổi màu tem mới thôi, tí nữa mình sẽ quay chi tiết về các phiên bản màu đỏ này để cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Và bên cạnh đây các bạn có thể thấy là ở đây có phiên bản camo các bạn. Hiện tại ở phiên bản camo thì đang có giá đã bao gồm giấy tờ là 38 triệu nha các bạn. 38 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số rồi. Nên là các bạn có thể thấy là hiện tại mấy mẫu xe Winner X đang có giá rất là rẻ nha. Và với giá mà chưa có biển số thì mình nghĩ chắc là tầm độ 36-37 triệu thì mình thấy rất là rẻ nha các bạn. Và mình báo giá ở bên cửa hàng là đã bao giấy tờ và phí ra biển số rồi, là giá 38 triệu nha các bạn. Đó, với phiên bản camo hay là phiên bản màu xanh bạc đen hay là đỏ bạc đen này các bạn, đều có giá là 38 triệu, đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số nha. Phiên bản này thì có ABS nha các bạn, có ABS rất an toàn và có giá là cao hơn 3 triệu so với phiên bản thể thao. Đây các bạn, bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn chi tiết về phiên bản thể thao nhé. Đây là một màu sắc mới của năm 2021 đây các bạn. Một cái màu sắc mình thấy rất là đẹp và có cái màu phối màu rất là đẹp các bạn. Và giá là chỉ 35 triệu đồng thôi thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số rồi. Đây các bạn, đây là cục máy nhá. Cục máy vẫn sử dụng động cơ là DOHC, hộp số 6 cấp và công suất là 15,4 mã lực các bạn. Đó, về bánh trước. Đây các bạn, thông số lốp trước là 90-80-17 nha các bạn. Và không có ABS, đây là phiên bản thể thao và có giá là 35 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số rồi. Và đối với các bạn mà muốn mua trả góp nhá thì các bạn chỉ cần có chứng minh nhân dân với lại bằng lái xe. Và các bạn nào mà không có bằng lái xe, các bạn có chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu thì các bạn sẽ mua được mẫu xe trả góp này các bạn. Với điều kiện là các bạn có độ tuổi là trên 18 tuổi nha các bạn. Các bạn chỉ cần trả trước với số tiền là 4 triệu đồng thôi nha các bạn. Trả trước với số tiền là 4 triệu đồng và các bạn sẽ vay lại ngân hàng là 31 triệu đồng. Và 31 triệu này thì các bạn sẽ trả góp trong vòng 1 năm hay là từ 9 tháng, 12 tháng, 15, 18 tháng nha các bạn. Có rất là nhiều mốc để các bạn lựa chọn với mức trả góp. Và với mức lãi suất 0% là các bạn sẽ không mất bất cứ một số tiền lãi nào cả, chỉ mất 12.000 đồng phí thu hộ nha các bạn. Đó, thì không mất phí bảo hiểm khoản vay luôn. Là khi các bạn mua trong vòng ví dụ là 1 năm đi, thì với số tiền 31 triệu thì các bạn lấy 31 triệu này chia đều cho 12 tháng nha các bạn, thì sẽ ra số tiền các bạn đóng hàng tháng và sẽ không mất một đồng tiền lãi nào. Đó, thì các bạn có thể hiểu được là thủ tục trả góp bên cửa hàng Honda Đức Dung là như vậy nha. Nên là các bạn mua xe trả góp thì sẽ rất là tiết kiệm được số tiền mà không phải mất một đồng tiền lãi nào nữa. Thì mình có thể mình tính cho các bạn về tiền lãi luôn nha, và các bạn có thể tham khảo luôn nhá. Ví dụ như các bạn trả trước 4 triệu mà các bạn vay lại 31 triệu thì các bạn sẽ lấy số tiền là 31 triệu này chia đều cho 12 tháng nha các bạn, thì các bạn sẽ mỗi tháng các bạn chỉ có đóng 2 triệu 583 ngàn đồng thôi nha các bạn. Chỉ đóng 2 triệu 583 ngàn với phí thu hộ là 12 ngàn. Nếu mà tính như vậy thì trong vòng 1 năm thì các bạn chỉ có chênh lệch đến 144 ngàn thôi, là các bạn vay 31 triệu nhưng mà không mất một đồng tiền lãi nào cả, không mất phí thu hộ, không mất phí bảo hiểm khoản vay các bạn, chỉ mất phí thu hộ là 12 ngàn đồng thôi. Nên là các bạn có thể hiểu được là trả góp 0% là như vậy nhá. Còn rất nhiều nơi có thể tư vấn các bạn là bắt buộc phải mua bảo hiểm chênh 1 triệu mấy hay là chênh 800 ngàn là không phải các bạn. Bảo hiểm khoản vay là không bắt buộc, sẽ là cái mức thỏa thuận giữa người mua với lại bên ngân hàng, thì bảo hiểm khoản vay này do người mua sẽ đồng ý hay không thì mới phải mất tiền đấy các bạn. Còn lại bên cửa hàng Honda Đức Dung là tư vấn các bạn mua xe trả góp lãi suất 0% là không mất phí nha. Rồi, đây là phần đồng hồ đấy, các bạn có thể thấy là phiên đồng hồ của chiếc xe Winner X phiên bản mới này vẫn giống như phiên bản 2020 các bạn. Đồng hồ full LCD hoàn toàn, bên tay trái thì có nút bật tắt đèn, bật đèn cốt pha xi nhan trái phải nha các bạn. Và mẫu xe Winner X này thì không có nút bật tắt đèn nha các bạn, chỉ có nút khởi động thôi ở bên tay phải nha các bạn, không có nút bật tắt động cơ tạm thời luôn. Đây các bạn, về ổ khóa thì sẽ có cái nút mở yên ở đằng trước này luôn nha các bạn. Đó, ổ khóa của xe không có smart key, giống như các bạn đã đồn đoán trước đây rằng là phiên bản mới này sẽ có ABS 2 kênh hay là có khóa smart key nha. Phiên bản 2021 thì vẫn có giá như là phiên bản 2020 các bạn, giá 35 triệu đã bao hết giấy tờ và phí tiền biển số rồi. Với giá như vậy mình thấy rất là rẻ các bạn. Đây, một cái màu sắc mình thấy rất là đẹp. Đây là một phiên bản đỏ đen thay cho phiên bản màu đỏ tươi của năm 2020 các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là nó thiết kế một cái màu tem rất là đẹp các bạn. Động cơ thì cũng rất là mạnh mẽ, động cơ DOHC các bạn, 6 số. Sử dụng cái cần số 1 chiều nha các bạn. Động cơ này là với dung tích nhất là 1,5
1,1 lít nha các bạn, cũng ngang với mẫu xe Winner V1, nói chung là dùng chung một cục máy nha, mã lực đều là như nhau. Năm sản xuất đều là năm 2020 các bạn. Và mẫu xe này gọi là phiên bản 2021 bởi vì là sẽ bán trong năm 21, năm 2021 các bạn, với những cái màu sắc như thế này. Đây các bạn có thể thấy là một trong những cái màu tem rất là đẹp nha, ở phiên bản thể thao. Và với giá thì 35 triệu nha các bạn, bao hết giấy tờ và phí xe biển số rồi. Và hiện tại thì cũng có rất nhiều nơi ở khu vực phía Bắc, như là khu vực Sơn La, Lai Châu, các vùng của khu vực phía Bắc nha các bạn, bán chiếc xe với giá tầm độ 31, 32 triệu nha các bạn, có thể là 33 triệu, thì mỗi nơi sẽ có cái mức giá khác nhau. Cũng như là chỗ mình báo thì sẽ báo giá bao giấy tờ và phí xe biển số, nên là có mức giá 35 triệu nha các bạn. Thì mỗi nơi thì sẽ có những cái mức giá khác nhau, với lại cái mặt bằng chung của mỗi nơi sẽ khác nhau nha các bạn. Nên là về giá thì mình sẽ cập nhật giá ở khu vực tỉnh Gia Lai, nên là các bạn có thể tham khảo. Và các bạn nào muốn mua xe có thể liên hệ với số điện thoại của mình, hay là đến trực tiếp bên cửa hàng Honda Đức Dung nha. Đó, với giá là 35 triệu bao giấy tờ và phí xe biển số, và trả góp thì chỉ cần trả trước 4 triệu đối với phiên bản mà giá 35 triệu nha các bạn. Thủ tục thì mình đã nói rồi, chứng minh nhân dân với bằng lái xe hay là chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu, và có tiền 4 triệu là các bạn sẽ được mua được một chiếc xe Winner X này, và trả góp 0% trong một năm, sẽ không mất một đồng tiền lãi nào. Như vậy là mình nói rất là rõ ràng cho tất cả các bạn có thể tham khảo rồi, là hiện tại với mức xe rất là rẻ, và các phiên bản khác như là phiên bản HRC, phiên bản đen bạc vàng đồng thì có giá là 38 triệu nha các bạn. Hiện tại ở bên cửa hàng thì sẽ có hai mức giá, một phiên bản là không có ABS thì có giá là 35 triệu, còn tất cả các phiên bản còn lại có ABS đều có giá là 38 triệu nha các bạn. Đều có giá là 38 triệu đối với phiên bản có ABS. Nên là các bạn nào mà muốn mua các phiên bản như là đen bạc vàng đồng, HRC, thể thao ABS hay là các phiên bản camo thì đều có mức giá là 38 triệu nha. Còn phiên bản mà thể thao không có ABS là 35 triệu. Nói như vậy cho các bạn dễ hiểu. Đây, một cái màu sắc các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp, đẹp từ đằng trước đằng sau luôn, với cái chữ 150 với chữ Winner X được thiết kế nó vút cao nha các bạn. Tạo cho mẫu xe này đúng là một phiên bản thể thao rất là đẹp. Giờ mức giá của mẫu xe Winner X hiện tại đang có giá rất là rẻ, nên các bạn nào mà muốn mua xe có thể là mua vào thời điểm hiện tại các bạn, vào trong dịp tháng 8 âm lịch với lại tháng 9 dương lịch này thì mình thấy rất là hợp lý luôn. Có thể là mẫu xe Winner X này sẽ có giá tăng trở lại nha, nên là các bạn có thể là khi mà các bạn đam mê, các bạn thích thì các bạn nên đi mua xe luôn. Còn nhiều bạn có thể là chờ đợi giảm nữa, thì biết đâu đến một tháng sau thì mẫu xe này sẽ tăng giá trở lại thì các bạn sẽ rất là tiếc nha. Nên là mình khuyên các bạn có ý định mua xe thì các bạn nên mua vào thời điểm hiện tại để có mức giá tốt nhất là 35 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí biển số rồi nha các bạn. Và khi các bạn xem cái video của mình, các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh nhá, để được theo dõi những cái video mới nhất. Kênh của mình sẽ chuyên cập nhật về các thông tin mẫu xe mới, ví dụ như là ở phiên bản Exciter 155 hiện tại cũng đã lộ diện thêm 3 hình ảnh mới nha các bạn, nên là mình sẽ cập nhật thông tin liên tục để cho tất cả các bạn có thể tham khảo trên kênh của mình. Nên là các bạn nào mà khi xem kênh của mình, các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh để được theo dõi những cái video cập nhật mới, như là về giá xe Exciter, hay là thông tin về Exciter 155, hay là giá xe Suzuki Rider, mình sẽ quay và báo giá rất là chi tiết. Nên là các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ kênh của mình nha. Và cái video này thì mình cũng chỉ làm như thế thôi. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi các bạn luôn theo dõi và ủng hộ cái video mới nhất của mình.